tìm kiếm học sinh đã được thêm vào lớp trên Eduline. Trên nền tảng Eduline, để tìm kiếm học sinh đã được thêm vào lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ tính năng danh sách học sinh, chọn vào ô tìm kiếm. Sau đó, nhập tên học sinh mà bạn muốn tìm kiếm. Cuối cùng, chọn phím Enter trên bàn phím để tiến hành tìm. Giờ bạn đã tìm được học sinh của bạn rồi. Còn nếu chưa thấy, bạn thử kiểm tra lại từ khóa xem chính xác chưa, hoặc học sinh đã được thêm vào lớp chưa nhé. Chúc bạn thao tác thành công. Eduline.